giờ vẫn còn ở đông. Số hộ gia đình nhà cao tầng đẹp. Rồi chỗ này được gọi là Nahan. Quay đường thôi, và quay kỹ quá người ta lại quay nhà họ vạch đuổi gì nhỉ.
là mình rất nhớ mộ cái cảnh ở cái Nam này. Xây này cao tức đi ở đây chỉ có ngoẹo và bên dưới nghĩa là cái suối đó, mấy ngọn cây tre đi rồi, rất cao, rất đẹp. Chỗ đấy tôi sẽ đi đến tận đầu bên kia để quay lại cái hình ảnh sẽ lập. Con đường này được làm từ 2006. Giờ xuống cấp rồi. Voi nó chói rồi. Có điều kiện tôi sẽ xuống đấy xin người ta để quay phim. Bên dưới cái là suối, dưới cái nhà máy là suối. Đấy, mặt trời chuẩn bị xuống núi rồi. Đây là đoạn đường đi. Đường bê tông nữa. Đồng bào nơi đây thì cày nương mông dao lấn lộn. Rồi ta tiếp tục hành trình đến cái cầu sắt của phía chúng ta này nhá. Đây, xí nghiệp điện cơ nhà máy thủy điện Na Hàn, 500 mét. Sắp đến cái cầu sắt rồi. Đấy, mình xuống sâu này, mặt trời đã xuống núi rồi. Mình vượt cái dãy núi bên kia đi, xe máy vượt dãy núi bên kia đi là gần tối đấy. Là cái cầu sắt Na Hàn. Những người đang khai thác cát. Mình chỉ quay qua đi thôi nhé. Đây họ đang khai thác cát. Khai thác cát từ dưới lên. Đây là cái cầu sắt này.
cầm là hạt. Mắt thường thì nhìn thấy hết, nhưng mà qua cái camera điện thoại này không nhìn hết đâu. Mặt trời vẫn còn nắng, nhưng mà cái đoạn này mọc này là bị hụt này, là che đi rồi. Tính nghĩ là nếu mà ở đây mà không có đường thì chắc chắn là chẳng có thể là đi được. Đây chắc chắn là vẫn là rừng sâu. Cũng lúc 34 qua cả hai nhà. Bên dưới kia là cái cầu sắt mình lúc nãy vừa qua. Rồi, Nam Hàn, có dịp ghé qua đây chụp ảnh nha.